Phi ha. Thì hai anh chị là hôm nay đến là ủng hộ tiệm vàng nè, một bộ vàng công ty 61 và một bộ vàng Italy 750 nha quý khách nha. Đây, rất là đẹp luôn quý anh chị ơi, xuất sắc. Đây là mẫu vàng Italy 750 hôm nay chị mua ủng hộ em nè. Cái mẫu này là dạng dây xoắn lá nha quý anh chị, rất là sáng luôn ạ. Dây xoắn lá nha, phong dây này 6.3 gram, một cái mặt hột cao cấp nè, hột lớn đeo rất là sang luôn, hột nó sáng lấp lánh y như là hột vàng luôn nha quý khách nha. Cái mặt này thì 4.9 gram nha quý anh chị. Và tiếp theo là một đôi bông tai bông dạng bạc bản á nha, đồng tiền đó, siêu đẹp luôn, sáng chiếu ha. Rồi đôi bông này có khoảng là 3 gram nha quý khách nha. Rồi bên này thì hôm nay chị ủng hộ cho em nè, vàng công ty 61 nha, một cái sợi dây dây Hồng Kông mấy bào, cái này là có nối ống kim tiền ha, và một cái mặt hình trái tim hàng cao cấp. Đây, những cái mặt đá như vậy là hột xịn hết nha, đeo sáng lắm, nhà em có đủ màu luôn. Một cặp lắc tay thì lắc này là lắc bi nha quý anh chị nha, bi này là bi lớn nhỏ xen kẽ nha, rất là sáng đó, lắc bi xuất sắc luôn. Mỗi chiếc thì cỡ khoảng là 2 chỉ đến 2 chỉ hơn ha, dao động nha quý khách nha. Và cuối cùng là một chiếc nhẫn nam cho anh, thì hôm nay là anh chọn một chiếc nhẫn nam mặt đá xanh xanh lá nha. Cái này là dạng chữ nó chụp lên nè, cái viên đá nó chắc nó không có bị rớt ra. Đây là có chạm luôn, nhẫn đúc hoàn toàn luôn ha. Nhẫn nam có trọng lượng là 3 chỉ 93. Rồi, những sản phẩm mà hôm nay chị mua ủng hộ tiệm vàng cho Huyền Thảo có giá trị là 50 triệu hơn nha quý khách nha. Em điểm lấy hộp cho khách luôn ạ. Cho chị riêng một cái hộp như vậy để chị để đồ ý riêng cho khách em. Rồi, cảm ơn em. Ok. Này để gì gửi cho khách luôn. Rồi. Anh chị bên ngoài. Đón tiếp chị Thúy. Chị qua lựa cho anh nhà một cái bộ nữ trang sức vàng công ty 610 ha. Chị lựa cho anh một sợi dây hỏa tiễn ống chạm rồng nha. Có logo thương hiệu nữa nè. Phom dây này là một lượng mốt dài 6 tấc nha. Một cái lắc khoen lực. Móc máy theo công nghệ ý, rất là sáng luôn. Lắc này là một lượng mốt. Một cái nhẫn, đây, nhẫn nam. Mẫu mặt vuông ha. Bên trong là có chữ Phước luôn. Tổng nguyên set bộ này của chị lựa là 2 lượng rưỡi, 9 phân rưỡi nha, là tầm 90 triệu 200. Cái này em để hộp hết cho chị nha. Cái này chị chỉ về, chị chỉ cho anh đeo gì. Mở là ấn xuống chị ha. Ví dụ về mà cái lắc này nè, anh đeo gọng chật gì ra em làm lại cho nha. Rồi em để hóa đơn cho đây cho chị Thúy luôn nha. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Sáng nay là em đón tiếp chị Ngọc, chị ở Hải Phòng ha. Chị qua Kim Bình Thảo em lựa một tấm lắc nè, quá đẹp luôn. Lắc logo thương hiệu đá huyền đen nha. Phom lắc này là gần 1 lượng 4. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Bên trong đây là kim tiền nha. Em đeo cho chị Ngọc ha. Giờ y tay luôn hết chị nè. Đẹp hả? Quay tay xéo đây luôn. Này, hai khóa hai bên, khi nào chị mở là chị ấn cái này xuống nha. Quá trời xinh luôn. Chị còn lựa thêm cho anh một cái nhẫn vàng Italy 750 nha. Hộp chủ là sàn nhân tạo, đeo rất là sáng đẹp luôn ha. Máy đều luôn, cái đem để hộp ha chị ha. Tổng bill hôm nay là chị Ngọc ủng hộ bên em đó là 65 triệu. Rồi, hóa đơn em để đây nha. Mình giữ hóa đơn ha chị đẹp ha. Rồi, em gửi chị, cảm ơn chị nhiều nha. Thảo à, sáng nay là em đón tiếp chị Oanh. Chị qua Kim Bình Thảo em lựa một sợi dây nha. Quá đẹp luôn, dây xoắn hoa mai ha. Phom dây này là 7 chỉ rưỡi nè, thêm một cái mặt logo thương hiệu nữa. Đây mặt logo thương hiệu kết tấm nha. Viền ở ngoài là móc máy rất là sáng luôn. Mặt này là 4 chỉ 3. Em đeo cho chị Oanh luôn nha. Nữ trang bên em là đeo, sau này mình đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi chị đẹp ha. Quá sang luôn. Rồi em gửi chị đẹp hóa đơn. Cảm ơn chị đẹp nhiều nha.
ngọc của anh Đạt ha. Hôm nay là đến ủng hộ một sợi dây, dây thần đúc 5 lượng nha quý anh chị ơi. Trời ơi đẹp chưa, đúc đặc luôn nha. Đây, mẫu dây thần đúc này là 5 lượng 2 chỉ 2 phân rưỡi, dài 6 tấc đồng đầu nha, khóa hộp và thêm khóa dự phòng luôn nè. Đó, đẹp lắm nha, xuất sắc luôn. Sợi dây này hôm nay anh mua ủng hộ em có giá trị là 183.500.000. Đây, em xin phép đeo cho anh luôn ha. Trời ơi, nó cứng. Rồi. Chất lượng ha, nhỏ nhưng mà đặc kẹo. Em gửi anh cái hóa đơn trong này luôn nha. Cảm ơn anh hôm nay đến ủng hộ tiệm nha. Là em gửi. Em cảm ơn nhiều ạ. Chị Dung ha, hôm nay là đến ủng hộ Kim Thịnh Thảo một cái lắc nè quý khách nè. Ngày nào cũng ghé tiệm vàng hết trơn. Thì hôm nay là chị Dung mua ủng hộ em cái lắc thương hiệu. Đây là mẫu ba thẻ và sáp nha quý anh chị, mắt hàng rào. Phôm lắc này có trọng lượng là gần 9 chỉ vàng nha. Đẹp lắm, dài ha, nam nữ đều đeo được luôn. Sợi lắc này hôm nay chị mua ủng hộ em có giá trị là 30.600.000 nha. Đây, em xin phép em đeo cho chị Dung luôn ha. Đẹp quá, đeo nó gọn nè. Chị qua chị đổi cho bự nữa nha. Dạ. Mấy cái to to nữa. Đây em gửi chị Dung hóa đơn. Rồi. Em chúc chị Dung sức khỏe dồi dào nè, tài lộc cũng dồi dào để ủng hộ tình Thảo à. Sáng nay là em đón tiếp chị Linh, chị ở đâu chị? Em ở Bình Điền. Ở Bình Điền à. Đây, anh chị lựa một cái dòng với một cái nhẫn nha. Chị lựa một cái dòng bảng này là cao 8 phân ha. Mẫu C 2 màu nè. Trọng lượng của nó là một lượng mốt 4 phân 8. Móc máy rất là sáng luôn. Chị lựa thêm một cái nhẫn hộp trà Pháp. Đây nhẫn hộp trà Pháp, đây là kiểu hoa sen nha. Phơm nhẫn này là gần một chỉ nha. Em đeo luôn cho chị ha. Nữ trang bên em á, chị đeo sau này mình muốn đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi, không có bù chênh lệch vàng chị ha. Quá xinh luôn. Đâu đeo món nào? Cái này nó hơi khó xíu mà vô trong. Đau không? Rồi. Quá đẹp luôn, chị giá bộ này của chị là 45 triệu ha. Rồi em cảm ơn chị, em gửi hóa đơn nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. À.